Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ta bắt đầu học cái chương mới, chương thứ sáu với cái nhan đề là tánh duyên giác vốn là phi tánh. Cái này đại chúng để ý, cái này rất là khó nghe đây nha, nhưng mà cố mà nắm được những cái ý này rồi đó thì trên đường tu của mình đó thì là nó rất là thoải mái mà không hề có sợ bị lệch lạc. Còn bằng mà không nắm vững về cái ý này á thì là suốt đời mình cầu mong, mình trông chờ hy vọng, mà cái cầu mong trông chờ hy vọng đó coi như không có mục tiêu thì không có ngày đạt đến được. Còn học cái chương này cho thật kỹ rồi là các vị người Phật tử tu hành không có trông chờ, không có hy vọng, mà tự mình đạt đến cái chân lý mà Đức Phật đã chỉ dạy cái bằng tận cùng của chân lý, không có còn cái chỗ nào mà lệch lạc được hết. Thành ra như hôm nay chúng ta học đó, cái duyên giác này có thể gọi đó là duyên giác tánh, nói về cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp, của sự vật hiện tượng. Cái duyên giác này cũng có thể gọi là duyên giác tâm, là chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên sáng suốt, tỉnh thức, giác ngộ tròn đầy của con người. Do đó cho nên nếu chúng ta không khéo mà chúng ta tu hành, mà chúng ta cầu mong đạt đến một cái duyên giác tánh hay là cái duyên giác tâm như những cái điều mà ta học hôm nay, thế thì là ta bị lệch sai mục tiêu rồi đó. À, nói vậy đó, đành rằng là kinh này là chỉ cho mọi người hiểu biết về cái như lai duyên giác diệu tâm của mình, gọi tắt là duyên giác tâm. Đành rằng kinh này chỉ cho người đệ tử Phật hiểu rằng cái như lai duyên giác diệu tánh, gọi tắt là duyên giác tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của sự vật. Duyên giác tâm là tâm thanh tịnh bản nguyên của mọi người. Để mà chế ngự, mà quá giải, mà hàng phục những cái phiền não vô minh, để trở về với cái duyên giác tâm của con người, để sống đúng sống hợp với duyên giác tánh của vạn pháp, thì mấy lúc này ta học là phải ta học như thế đấy. Nhưng mà tôi tới đây nè, Đức Phật dạy cho mọi người đệ tử phải ngăn ngừa cái ý niệm của mình. Nếu mà mình khởi cái tâm mà mình mong cầu quay về với cái duyên giác diệu tâm hay là cái duyên giác diệu tánh của vạn pháp đấy, có đặt cái mục tiêu mà hy vọng về nó cái đó đó, thì cái đó các vị sẽ kiếm nó không bao giờ có. Cái duyên giác diệu tánh hay là duyên giác diệu tâm các vị kiếm nó không bao giờ có. Vì vậy mà cái đề này tôi gọi là tánh duyên giác vốn là phi tánh. Nói thì nói vậy, nói là tánh duyên giác, hoặc là duyên giác tánh của sự vật, hoặc là duyên giác tâm của con người, nhưng mà đừng cầu nó, đừng mong nó, đừng tìm kiếm nó, thì các vị mới có thể không sai lầm. Tôi nói như vậy, bây giờ các vị nào mà có học về duy thức, mà tôi đã giảng nhiều lần rồi đó, tôi nói để mà nắm luôn đó mà. Tôi nói ví dụ như về duy thức học, cái nội dung của duy thức học mà cái đối tượng tu hành là nó chỉ có ba tánh thôi. Các vị cần học ba tánh thôi: tánh biên giới chấp, tánh y tha thở, và tánh duyên thành Phật. Tánh duyên thành Phật là cái mục tiêu mà mình cần đạt đến. Nhưng mà muốn đạt đến cái tánh duyên thành Phật, cái duyên thành Phật có nghĩa là viên mãn, có nghĩa là tròn đầy, có nghĩa là chân thành, có nghĩa là thật, là chân thật. Mà muốn đạt đến cái tánh viên mãn tròn đầy chân thật đó thì mình phải làm gì? Muốn đạt được cái tánh viên thành Phật đó là phải gạt bỏ cái tánh biên kế chấp, tánh biên kế chấp về ngã,
về ngã sở, tức là cái tôi chấp về cái ta, rồi chấp về các sự vật hiện tượng. Cái này tôi nói nhiều lần rồi đó, ví dụ như qua này mà gọi là cái qua là dân là lễ ơn gì đó, tại đó tôi nói tiếng Tây thật nhiều thật ít là dân là lễ ơn, rồi cái này là màu vàng chứ không phải là màu đỏ. Còn cái lá này người thì gọi là lá cầu ông, kẻ thì gọi là lá cầu bà. Thế gì là những cái danh ngôn như vậy, chấp mắt như vậy, rồi có thể cãi cọ nhau về về màu sắc, về tên của cây, về tên của lá, của con người, của mọi thứ. Rồi cái này là của tôi đẹp, của anh xấu, của chúng nó thì không có như của chúng ta, ví dụ vậy. Rồi nó sinh ra cái vui mình buồn giận thương ghét phải quấy đau khổ. Thế thì là cái tấm như vậy ta gọi là cái tấm biến kế chấp, do mình biến kế mà mình chấp ra rằng cây này là dên, là lá ơn, rồi màu này là màu xanh, màu vàng, rồi cầu này là cầu ông, cầu bà, toàn là những cái tấm đó là thuộc về biến kế. Chứ biến kế đó có nghĩa là tự mình đặt để nó ra. À, mình tạo nó ra, rồi mình nghĩ ngợi nó ra, rồi mình tưởng tượng nó ra, rồi mình gán cho nó cái tên này, cái tên kia, cái tên nọ, rồi mình gán cho nó cái đẹp, cái xấu, cái đáng yêu, cái đáng ghét, cái đáng thương, cái đáng chê. Những cái đó gọi là biến kế. Thế thì là muốn bỏ những cái đó thì mình sẽ được cái tấm viên thật. Nhưng mà muốn bỏ những cái đó là phải dựa vào đâu, dựa vào cái gì? Tôi nói ví dụ như là muốn bỏ cái tấm biến kế mà vừa nói đó hả, là phải dựa vào cái mông mà hồi nãy giờ mình gọi là lai ôm, gọi là la dên, hay là tàu ông tàu bà đó, phải dựa vào những cái cây đó, cái mông đó, đó là gọi là y tha. Bởi vì cái này là cái loại này, tất cả những cái đó thì gọi là y tha duyên như thân khởi, nó nhờ thân, nhờ đất, nhờ nước, nhờ ánh sáng mặt trời, nhờ những cái yếu tố mà không thể nói được, do số cái nhân cái duyên mà nó hình thành ra những cái cây như vậy, cái bông như vậy. Do nó mà ta mới có, dựa trên cái cây nó, cái bông nó mà ta mới nói nó là cầu ông hay cầu bà, cầu lấy ông, là dê, là bông quẹ, bông lít đó. Và dựa vào cái thực chất y tha duyên như thân khởi của sự vật đó. Thế thì là cái mọi sự vật đó ta gọi là y tha khởi tánh, tức là cái tánh đó là cái tánh y tha duyên như thân khởi của dạng thấp. Nương giáo là các duyên mà nó sinh ra, nó hình thành mà nó khởi ra. Thế thì dựa vào cái tánh y ra duyên như sanh khởi của giảm pháp mà ta loại bỏ cái tánh chấp mắt biên kê. Vì đây là y ra duyên như sanh khởi mà, cây này là không có gọi là nói là vậy thôi, chứ nó không có là cầu bà, cũng phải là cầu ông. Cái bông này là bông này vậy thôi, chứ nó cũng có cái gọi là ơn, là dên, hay là lít, hay là ơn dê, hay là mưa ra gì cả. Ví dụ như những cái loại tây, cái tên cây của tây là do mình đặt, rồi mình chọn cái Đà Lạt này, rồi cũng muốn nói đây là mưa ra, đây là dê, đây là lít, đây là imoten, đều là biến kế hết. Thế thì cái biến kế đó nó dựa trên cái bông hoa cụ thể, trên cái sự vật cụ thể mà người ta chấp mắt. Tôi nhớ cái bài xưa đó, cái người nào mà dòm cái bông mà mình dịch là trường xanh á, cái bông nó khô mà coi vẫn đẹp như tươi mà, gọi là trường xanh á. Nhưng mà cái tiếng Tây, tiếng Pháp thì gọi là imoten. Mà nếu mình nói không được cái tiếng imoten á, là coi như cái giai cấp này là giai cấp tầm thường á, mà phải nói cho được là imoten. Còn cái bông mà bông quệ tấm á, mà phải nói cho được là lý. Chứ mà nó bông quệ tây là coi như là giai cấp tầm thường. Chính cái đó là cái biến kế đó. Còn cái bông hồng thì phải nói là rơi rồi, phải nói cho được. Còn có cái bông là mimosa, phải nói cho được. Mà nói không được là coi như là giai cấp tầm thường. Từ cái chỗ đó, ta học đạo, ta biết rằng cái đó là biến kế đó. Nó không có mimosa gì hết đó. Nó không có hơi gì hết đó. Và bây giờ Việt Nam mà gọi nó là bông hồng, mà tiếng Tây, tiếng Pháp gọi nó là rơi. Rồi tiếng Mỹ thì gọi là rét. Thế thì là rơi, là rét, là hồng. Là do người ta đặt ra mà, cho nên ta gọi là biến kế. Tự mình biến ra, tự mình nghĩ ngợi, rồi mình tạo ra, rồi mình gắn cho nó cái tên vậy thôi. Thế thì từ cái biến kế chấp đó, dựa trên cái y tha khởi tánh của sự vật mà bỏ đi cái tánh biến kế chấp, thì lúc bây giờ các vị sẽ được một cái tánh gọi là nguyên thành thật.
Viên thành thật nghĩa là bây giờ các vị đạt tới cái chỗ viên mãn tròn này là chân thật đối với lý đó. Nhưng mà nhớ rằng cái tánh viên thành thật là không có tánh gì hết. Đấy, chứ không phải là đạt tới cái viên thành thật là các vị được một cái gì đâu nha. Cái tánh viên thành ta gọi là thử chi pháp thân nghĩa diệt tích thị chân như thường như kỳ tánh cố tích di thất tích di tích thật tánh. Cái tánh viên thành thật là cái thân nghĩa của bản pháp, tức là cái nghĩa mà tột cùng chân lý, để mà cắt nghĩa cái tột cùng chân lý của bản pháp gọi nó là tánh viên thành thật. Tại nên nói là cái tánh thân nghĩa cũng gọi nó là chân như, vì cái tánh của nó là tánh thường như kỳ tánh cố tất duy thức thật tánh. Người nào đạt tới đó là gọi là đạt tới cái chỗ mà tu duy thức thành tựu, đạt tới cái chỗ thật tánh của duy thức, nghĩa là được viên thành thật là do xa lìa, do dựa trên cái tánh y tha của giảng pháp mà xa lìa, mà gột rửa, mà hóa giải tất cả những cái biến kế. Thì lúc bây giờ các vị cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm sáng, sống phù hợp với chân lý thì gọi là được cái tánh viên thành thật. Chứ kỳ thật các vị không có được gì hết. Đây, người cái tánh viên thành là nói cho nó có cái tên để mà người ta có một cái khái niệm về cái chân lý, để mà người ta nương giá đó mà người ta loại bỏ cái tâm biến kế, chứ không có tâm viên thành. Tâm viên thành là thánh nghĩa của các pháp. Giờ mình thử cho nó thánh nghĩa diệt tất thị chân như thường như kỳ tánh có. Cái tánh của nó thường như, cái tánh của nó là không tên, không tuổi, không họ hàng, không có danh ngôn, không có nghĩ lợi gì chúng nó là như thị tôn, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu cánh. Nó như vậy là như vậy thôi. Thế thì là tôi nhắc lại cái duy thức. Trong này cũng nhiều người mà thích đi duy thức lắm, nhưng mà học là lớn quá, học cả đời mà không biết để lấy cái gì à. Thì thật là học duy thức là phân tích tôi nhiều vậy đó. Tâm gương là tâm sở, là sắc pháp, là tâm bất tương hành, là duy pháp vân vân. Nhưng mà cái tính của nó là dựa trên có ba cái tánh đó. Cái đối tượng tu hành là dựa trên ba tánh đó mà thôi, không có cái gì nhiều nữa. Nhưng mà nhớ rằng là bỏ dựa trên cái tính y tha của sự gia kiện bệnh, mà loại bỏ được cái tính chấp mắc quanh co gắn ép danh ngôn, thì tự mình được cái viên thành, gọi là viên thành thật tất. Mà kỳ thật cái tính viên thành không bao giờ có, nó cũng không xanh vàng đỏ trắng, nó cũng không phải là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì cả. Đấy, cái gì ở đây nè, hôm nay ta học là tìm hiểu cái tính Như Lai Vi Giác Diệu Tánh, hay là Như Lai Vi Giác Diệu Tâm. Nhưng bây giờ tới đây nè, Đức Phật cho biết rằng cái tánh viên giác là phi tánh, nghĩa là nó không có tánh gì hết, mà gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tánh vậy thôi. Cũng như viên thành thật tánh của ba tánh của Diệu Thức, nó là viên thành thật, nhưng mà đạt tới viên thành rồi là do quá giải cái tánh viên kế mà nó sống hợp với cái lý, tự nó thanh tịnh, tự nó an lành, tự nó giải thoát vậy thôi. Chứ đừng có mong mình được cái tánh viên thành ở đây vậy. Như Lai Viên Giác Diệu Tánh này đừng có mong tìm cái đó, mong tìm cái đó đó phải gọi là chướng ngại đó. Cho nên là nói cái độ đề không là đã là khó rồi đó. Bây giờ Bồ Tát thanh tịnh tuệ đảnh lễ Phật và chấp tay thương đến đại bi Thế Tôn, vì chúng con nói những việc bất tư nghị, từ trước chúng con chưa từng được nghe, nhờ sự chỉ dạy khéo léo của Thế Tôn, thân tâm chúng con kinh an thơ thới được lễ lớn lao. Kính xin Như Lai Thế Tôn, vì đại chúng trong họ này chỉ rõ thêm về cái tấm viên giác này, hỏi thêm về cái tấm viên giác nó là sao, nó là cảnh giới nào, nó ở đâu, nó có màu sắc gì không, nó có nặng nhẹ vuông tròn dài ngắn gì không. Còn ngờ cái chỗ đó, mặc dù là nghe hiểu được cái giáo pháp sâu xa rồi, nhưng bây giờ còn ngờ cái tánh viên giác, yêu cầu Như Lai dạy rõ thêm về tánh viên giác. Đối với Như Lai viên giác diệu tánh, chúng sanh Bồ Tát và chư Phật tu hành khi chúng đắc có sai khác chi chăng? Đó là câu hỏi. Cái tánh đó gọi là Như Lai viên giác diệu tánh đó, cái tánh đó đối với chúng sanh nè, đối với Bồ Tát nè và chư Phật tu hành khi chúng đắc có sai khác chi chăng? Thì tới câu hỏi đó là theo đại chúng thì là đại chúng hiểu rồi đó nè.
khi mà chúng ta có khai thác đi không, thì các vị phải tự tư duy trước rằng là cái tánh đó mà mọi người chúng sanh và thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật mà khi đạt tới đó là không có gì khác khác. Mình phải hiểu trước là gì vậy. Có mong Như Lai chỉ dạy khiến cho chúng sanh đời sau thuận tùy thuận khai ngộ và lần lần thể nhập. Nên nhớ rằng là cái duyên giác diệu tánh hay là duyên giác diệu tâm đó, phàm phu thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật khi mà chứng đắc thì là không có gì sai khác. Cũng giống như ánh sáng của mặt trời mà, ánh sáng của mặt trời mà người vui hoàn toàn, rồi người thì thấy mờ mờ, rồi người thì thấy là đen đen hồng hồng, rồi người thấy mờ mờ, rồi người thì thấy khá tỏ, rồi có những số người hoàn toàn là trong sáng. Thế thì nếu có người nuôi hoàn toàn mà mổ mắt ra, mổ hoàn toàn hết bệnh mắt, cùng với những người mà thấy màu đen và ánh sáng hồng hồng, cái người thấy cảnh vật mà khi mà trị lành rồi thì nhìn cảnh vật trong cái bầu trời trong sáng này, màu sắc của cảnh vật của ánh sáng mặt trời có gì sai khác không? Đương nhiên là không có sai khác rồi. Trong lúc con mắt còn bệnh hoàn toàn trùm, nó che kín không còn thấy thì là thấy tối đen. Có những người khác là cường non nó còn mờ mờ, hoặc nó bị bệnh gì đó thấy mờ mờ, mà khi mà trị được cái bệnh hết bệnh mờ mờ rồi đó thì là nhìn thấy đó. Ánh sáng bầu trời và cảnh vật cũng y như vậy. Cho đến cái người mà hoàn toàn tỏ mắt thật là tốt thì nhìn cảnh vật của bầu trời, coi ánh sáng mặt trời cũng y như vậy, không có gì khác. Vì ánh sáng mặt trời và cảnh vật đó là để biến cho cái duyên giác tự tánh đó, nó là một thôi. Nhưng mà sở dĩ mà thấy có khác nhau đó là do gì? Lúc đó mình đuôi hoàn toàn, có mắt bệnh hoàn toàn cho nên đuôi hoàn toàn. Rồi có người thì là cái đuôi ra cái bệnh là nhẹ, cho nên nhìn thấy ánh sáng mặt trời nó có cái màu hồng hồng, đen đen, đỏ đỏ, hồng hồng. Còn cái người là sáng hơn một chút là thấy nó hơi mờ 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 mà không thấy rõ, nó như sương mù toàn bộ. Rồi còn có người thì người ta hoàn toàn là trong sáng. Thế thì là do cái bệnh hoạn của mọi người mà nhìn thấy cảnh vật cũng như ánh sáng mặt trời có sai khác, từng mức độ khác nhau. Nhưng mà khi mà chị lành bệnh của những người bị bệnh mắt kia thì ánh sáng mặt trời của tất cả bốn mạng người đó, ba bốn mạng người đó đều không có gì sai khác. Như là duyên giác diệu tánh cũng như vậy. Tùy theo cái mức độ giác ngộ nhiều hay ít, đạt đến là cái mức độ nào mà dường như là cái Như Lai duyên giác diệu tánh đó có sai khác, nhưng mà kỳ thật không có sai khác. Cho nên cái chỗ này, học cái chỗ này là nó thú vị của cái giáo lý đại thừa, tuyệt vời là cái chỗ đó. Phật giải rằng này thanh tịnh tuệ, ông cũng lại hỏi Như Lai về pháp tu hành tiệm tiến sai biệt. Cái pháp này là cũng là pháp cho bằng tiện tiến, tức là cái pháp tu lần lần và khai ngộ lần lần. Thanh tịnh tuệ, như thế tự tánh vốn là thiên tánh. Câu của mình trả lời đó, duyên giác tự tánh phi tánh tánh hữu, cái tự tánh duyên giác vốn là phi tánh, nó không phải là tánh gì cả. Tùy thuận cái tánh hư động đối đãi mà Như Lai khai thị, thực tế thì không có gì để chứng đắc, cũng không có gì để nắm lấy. Đấy, nhau lên chỗ đó. Cũng như là ánh sáng mặt trời và cảnh vật bình thường của mùa xuân, không có chuyện gì mà phải nói hết á. Nhưng mà phải nói là cảnh vật là màu sắc là có đen, là có đen mù đen mực và hồng hồng đỏ, rồi thấy nó màu màu như sương như khói, rồi là thấy tỏ nạn, là do tùy theo cái bệnh mắt của mọi người đó, do cái chứng bệnh của mọi người đó. Chứ còn nữa là mẹ hoàn toàn mà hết bệnh rồi mà trị lành mắt rồi nè, thì là tất cả nhìn đều giống nhau, không có gì phải khác hết. Là cũng ví như là một cái viên kim cương vậy nè, viên kim cương vậy nè, thật sự nó không có màu gì hết, nhưng mà tùy theo cái góc đứng, lúc đứng lúc nhìn, cái góc độ mà chiếu ánh sáng của mặt trời, của ánh sáng mà nhìn mỗi người đứng lại đi một tí là cái ngọc kim cương nó có cái màu khác nhau. Vì vậy mà người ta tưởng rằng là kim cương có nhiều màu,
chứ kỳ thật là kim cương không có màu nào hết. Tại góc đứng khác nhau, ánh sáng soi chiếu khác nhau mà nhìn thấy kim cương như có nhiều màu. Cũng vậy, Như Lai viên giác diệu tánh không có mức độ gì hết mà nó tác động vào con người. Có những người mà nặng về tham sân si mạng, nặng có sức nặng, thì cái Như Lai viên giác diệu tánh đó coi như là nó không có sáng sủa, nó không có cái điều kiện để nó phát huy. Còn cái người mà nó nhẹ đi được 80% về tham sân si mạng, về tài sắc danh thực thời mà nhẹ đi 80% á, thì là nó làm cho cái Như Lai viên giác diệu tánh của cái người này làm như là nó tỏ rạng, hay nó thênh thao, nó an lạc, nó khỏe khoắn ra. Còn như là đạt tới cái chỗ mà Như Lai tùy thuận giác tánh rồi, là đạt tới địa vị Phật rồi đó, thì coi như là hoàn toàn là trong sáng, nó thanh tịnh. Thành ra Như Lai viên giác diệu tánh nó có thể tác động vào trong tất cả chúng ta đây nha. Nhưng mà cái Như Lai viên giác diệu tánh đó ở mọi người khác nhau hết à, không bao giờ có cái tánh thanh tịnh duy giác nào giống cái tánh thanh tịnh duy giác nào. Đấy, đồng đi nghe kinh đấy, đồng đệ tử Phật đấy, và Phật cho biết là ai cũng có Như Lai viên giác diệu tâm, ai cũng sống trong Như Lai viên giác diệu tánh. Vậy mà tánh Như Lai viên giác đó đối với mọi người không có tánh nào giống tánh nào, giống như là ngọc kim cương đó mà, là khi mà đứng dưới quanh mà nhìn cái viên kim cương đó mà, không bao giờ cái thấy của người nào mà giống cái thấy của người nào. Cũng như là tất cả những người bị bệnh mắt, cái mức độ bệnh khác nhau thì nhìn thấy cảnh vật và ánh sáng mặt trời khác nhau, không có người nào nhìn giống người nào. Mà kỳ thật ánh sáng mặt trời là một, không có gì khác hết, cảnh vật không có gì khác hết, mà do cái bệnh của mọi người mà nhìn, mọi người nhìn thấy khác. Cho nên là thực lý thì không có gì để chứng đắc, cũng không có gì để nắm lấy, bởi vì ở trong thật tướng không có Bồ Tát và chúng sanh. Đứng đây cái phương diện thật tướng là cái thật tướng vô tướng của chân lý của vạn pháp đó mà, không có cái từ Bồ Tát và chúng sanh, cũng có cái từ Phật. Bởi vì Bồ Tát và chúng sanh đều là quyển hóa diệt, không còn ai là người chính đắc. Ví như con mắt không tự thấy con mắt mình, vì tánh của nó tự bình đẳng, không có chủ thể bình đẳng can dự vào. Chỗ này sâu, hết sức sâu. Bởi vì Bồ Tát thì chúng sanh đều là quyển hóa. Cái câu này nghe kỳ lạ, mà người tầm thường mà nghe sao nổi, người không có chủng tánh lẽ thừa nghe sao nổi. Bồ Tát thì chúng sanh đều là quyển hóa. Bởi vì sao? Đây là bây giờ là bất cứ người nào ở trong chúng ta đây nè, hãy cái người nào mà tham lam đầy nhảy, sân hận đầy nhảy, si mê đầy nhảy, phẫn hận thú não tật sân đầy nhảy trong óc của ta, trong tâm hồn ta, thì người đó gọi là chúng sanh. Còn người nào cũng cái người đó, mà nếu mà bây giờ họ bỏ hết tất cả những cái kia, cái tham sân si mạng kia, mà họ thường sống ở trong bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thế thì là cũng cái anh A đó, cũng cái chị B đó là Bồ Tát, chứ có ai đâu lạ đâu. Cho nên Bồ Tát thì chúng sanh đều là quyển hóa là như vậy đó. Cũng anh A thôi, nhưng mà anh A mà trong cái lúc mà hoàn toàn đầy ấp tham sân si mạng nghi, phẫn hận thú não tật sanh, thì gọi là chúng sanh. Thì cái ngày mà anh này bắt đầu cái mà hồi đầu thì nghe biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, anh quay đầu như bờ, thì lúc bây giờ anh làm sống trong bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, hằng ngày sống trong luồng độ, thế là gọi là Bồ Tát thôi. Như thế thì Bồ Tát có, Bồ Tát là gì không? Không có gì hết, thì là quyển hóa. Chẳng qua là cái hành động mà sống trong hành lục độ, sống bằng lục độ, thì người ta gọi cái từ người này là Bồ Tát hạnh. Còn đầy nhảy vô minh thiền não thì ta gọi người này là phàm phu, là chúng sanh vậy thôi, chứ nó có thật gì đâu. Cho đến quả vô thượng vô bồ đề cũng vậy thôi, cũng đều là quyển hóa. Chẳng qua là tại vì cái người này là diệt bỏ hoàn toàn từ cái vô minh khô trọng cho tới cái vi tế vô minh, hoàn toàn không còn, thì gọi là Như Lai Phật thôi, chứ cũng cái con người đó. Tôi nói ví dụ như giờ Đức Phật của chúng ta hồi đó cũng là một con người thái tử Thích Đạt Ta thôi, mà lúc chưa đi tu là một vị thái tử.
là một người bình thường, cũng là một chúng sanh. Rồi khi tu hành mà nó ngang bằng với cái bậc giải thoát của thanh văn duy giác thì lúc đó Như Lai Thế Tôn là người duy giác, là người thanh văn. Từ ngày chưa bằng lòng ở cái chỗ trình độ giác ngộ ở đó, ngày tư duy, ngày quán chiếu là đã tới cái đỉnh cao của trí tuệ, thì lúc bây giờ là ngày thành Phật chứ cũng một người đó thôi. Vậy thì không phải là Phật, là Bồ Tát, là thanh văn, là phàm phu, là đều là viễn quán hay sao? Đây, cho nên cái danh từ đó là để nói lên cái chỗ đó. Cho nên là tu hành là không có được gì hết trơn. Không có được mà được. Được mà thì là không có được gì. Cũng như là ánh sáng mặt trời với cảnh vật tự nó đẹp đẽ vậy rồi. Tại vì con mắt mình bệnh là nó cường, nó lóng, nó đuối. Nó đuối giờ nó là do bệnh. Bây giờ mỏ cường rồi tự nó sáng ra, thế thì gọi là được sao? Không có được vậy đó. Nhưng mà có được không? Được. Được sống trong cảnh trời qua mây tạnh và màu màu sắc lung linh đẹp đẽ lắm, giống như được mà kỳ thật không phải được. Bởi vì cái đó là cái của mình sẵn có, lẽ ra nó phải sáng như vậy. Nếu mình không bệnh thì nó phải được hưởng cái cảnh đẹp đẽ như vậy, ăn uống như vậy, trông sáng như vậy. Nhưng mà tại vì con mắt nó sinh, nó cường, nó sinh bệnh mà, cho nên nó mới thấy là đen. Đen thì là mổ đâu hết, thì giống như được mà kỳ thật không phải là được. Không phải được mà được. Chỗ đó là cái chỗ kỳ cục mà phải nghiêm tầm giáo lý mới thấy được cái đó. Mà hiểu được như vậy rồi thì trong khi tu hành là mình không có hy vọng cái được, không có hy vọng cái được. Nhưng mà không hy vọng mà nếu mình gạt bỏ vô minh thì não thì mình vẫn được như thường, mà được mà không có được gì hết. Bởi vì cái nhân giác diệu tánh này là cái tánh là phi tánh, tánh đó là tánh không có gì, mà mình để tâm mà mình mong cầu được đó là hư rồi đó. Cũng như là để tâm mong cầu nên là ngày nào đó tôi tu hành tôi đạt tới cái cảnh giới mà hư không, rồi trong hư không đó là đầy đủ chứ cơm ăn áo mặc tự tại tự do là sai đất rồi. Nó không phải vậy. Hư cầu cho hư không mà sinh ra qua trái cỏ cây để rồi mình có tự tại để mà ăn mà dùng thì cái chuyện đó là ảo tưởng thôi, không bao giờ có cái đó. Vì vậy mà cái chỗ này để ý đừng có mong cầu. Cái tánh đó biết như con mắt không tự thấy con mắt, vì tánh của nó tự bình đẳng, không có chủ thể bình đẳng can dự vào. Chúng sanh mê mờ điên đảo chưa có thể vượt trừ vượt quá. Đối với kẻ vượt quá, người chưa vượt được vượt quá, dựa trên công dụng hướng dẫn đó mà giả định ra có sai biệt. Đây, dựa trên cái công dụng diệt trừ quyến quá của từng người mà giả định ra có nào là tu đào hoàng nè, là diệt trừ được mà kiến hoạt, tức là diệt trừ một số quyến quá đó, rồi tư đà hàm, rồi a na hàm, rồi a la hớn nè, mà tới cái mức đó là diệt trừ được cái phần kiến hoạt và tư hoạt đó. Thế thì là dựa trên cái công dụng hư vọng diệt trừ quyến quá, nó ăn ý từng chữ. Dựa trên cái công dụng hư vọng mà diệt trừ quyển quá, lấy cái công dụng hư vọng mà diệt trừ quyển quá chết cũng không có thiệt. Bởi vì quyển quá có thiệt ở đâu? Quyển quá có là cái gì ở đâu mà lấy cái thiệt mà để mà diệt trừ chứ? Tôi nói ví dụ như một con quái vật gì đó, một con hừng, một con quái gì đó, một con cá, một con kinh gì đó mà nó hãm hại mình, thì mình có thể lấy cái kiếm thật bén, một cái mũi chùi, mũi dĩa thật là sắc, mình đâm nó, mình giết nó. Chứ còn như là cái phiền não cái bên này mà các vị mà diệt trừ nó là lấy cái gì mà diệt nó, mà nó ở đâu mà diệt chứ? Cho nên trên cái diệt, cái phương diện tu hành người ta gọi là lấy cái công dụng hư vọng. Công dụng hư vọng tức là mình lấy quyển tâm mà trị quyển cảnh, rồi lấy quyển trí mà trị quyển tâm, rồi lấy quyển không mà trị quá giải cái quyển trí thôi. Đó là nó có cái gì đâu mà diệt. Cho nên cái giáo lý mà người ta thường thường nó dùng cái gương trí tuệ để mà diệt trừ cái giặc vô minh, đó là ta dùng cái từ cụ thể hóa ra cho mọi người dựa vào đó mà khái niệm mà nhận thức. Chứ thì thật ra trí tuệ làm sao làm gương được, mà phiền não vô minh sao là giặc được. Nhưng mà đó là ta dùng cái bằng cụ thể hóa để mình có cái khái niệm tưởng tượng trên cái đường tu.
mà kinh đại thừa ta gọi là giữa bên công dụng hư vọng mà giữa trời quyển quyển quá, quyển quá là hư vọng rồi. Thế thì là giữa bên công dụng hư vọng, ví dụ như bây giờ đang đau khổ quá về vấn đề tham, thì giữa bên cái công dụng hư vọng là nhớ lời Phật dạy, tham nhiều thì đau khổ nhiều, đa dục như khổ sanh tử bị lao cùng tham dục khởi. À, người ta khổ nhiều là vì tham dục, mà bây giờ muốn diệt cái dục khổ vì tham thì ta phải bớt đi hoặc ta phải chỉnh đứng vào nó. Thế là dựa trên cái công dụng hư vọng là nhờ lời Phật, nhớ lời Phật dạy mà tự mình á chỉnh đốn mình, khắc phục lấy mình cho đừng tham nữa. Đó ta gọi là dựa trên công dụng hư vọng. Tức thì thật ra đâu có lấy cái gì mà diệt trừ cái tham được, mà cái tham cũng không có hình ảnh, không có màu sắc, không có kích thước, thì lấy cái gì mà tiêu diệt nó chứ. Thành ra đây là nó ý nghĩa từ chữ vậy đó, toàn là quyển quá cả. Nhưng mà tôi nói với nó mà giữ cái điều này là cái mà toàn là quyển quá vậy, mà nó hành mình, nếu mình không kéo là nó hành mình dữ lắm đó nha, hành ghê lắm, tham sân si hành ghê lắm, mạng nghi thẩn thận phú não tật sang nó hành ghê lắm, nó hành có người chết đi, người sống nổi ghê lắm. Trước là khó, cái bằng duy nhân năng, duy nhân năng làm người khó, làm người khó, có nhân năng tốt, có nhân năng làm người rất khó, làm người rất khó. Tả bác chỉ tận bất đầu càng, cánh tả kỹ cá duy nhân năng, tả cái cách mà làm người khó giấy hết mọi giấy khô mà tả cũng chưa hết cái việc làm người khó. Cho nên cái chuyện tu hành rất rối lắm, ở đời làm người khó lắm. Thành ra Đức Phật nói pháp là có lúc nói để cái nghĩa tất đàn, có lúc phải nói vị nhân tất đàn, có lúc phải nói đối thị tất đàn, có lúc phải nói là nghĩa là nghĩa thay đổi mà nói, chứ không có cố định được. Thành ra đọc cái đoạn đó các vị thấy rằng là cái uẩn quá hay dựa trên cái công dụng hư vọng mà không, công dụng hư vọng đó mà giả định có sai biệt rằng có địa vị này, tôi đạo hoàng, tôi đạo hàm, anh hàm, anh lớn, anh văn, vô giác, bồ tát, phật, giữa trên công dụng việc trừ biển quá mà ấm định vậy thôi. Nếu bị vận cảnh giới tịch diệt viên giác như lai thì không có đối tượng tịch diệt và người chứng nhập tịch diệt. Đây, nếu mà hoàn toàn mà đạt tới cái chỗ cái bằng là tùy thuận viên giác trọn vẹn thì không có cái đối tượng tịch diệt và cũng không thấy có người chứng tịch diệt. Đó mới là đạt tới cái chỗ thành tựu như lai viên giác, cái mà tùy thuận trọn vẹn, đừng thấy có đối tượng tịch diệt và cũng đừng thấy mình là người được tịch diệt. Đại chúng để ý cái chỗ đó. Cho nên tu hành là các vị cứ lo cái việc cho bằng chư ác mà tác chúng thiện phụng, phụng hành đi như đó thôi. Các người ác đừng làm các việc lành, tự tận nghĩ làm cho cái tâm lý của mình thật là thanh tịnh, rồi các vị đừng mong chứng đắc gì hết. Mà chính cái tâm thanh tịnh đó, cái công dụng mà dứt trừ các điều ác đó, cái công dụng mà các vị sống trong thiện pháp đó, tự nó thành ra cái tịch diệt, cái bồ đề vô thượng, cái niết bàn vô thượng ở nơi cái đó, chứ đừng trông cái gì nữa. Chỗ đó là cái chỗ khó vô cùng, mà cái người đời đó, ai cũng chấp ngã. Cho nên là đặt cái vấn đề tu là mong cho mình được, là phát xuất từ cái quan điểm chấp ngã mà ra. Rồi ai cũng chấp pháp, thế mình là người tu rồi thì phải có một cái đối tượng để cho mình được, để cho mình chứng mình ta. Thế thì là thấy mình là người thực hiện, thấy có cái cảnh giới mình được thực hiện, đó là thấy có chứng có đắc là phát xuất từ chấp ngã và chấp pháp. Mà phát xuất về chấp ngã chấp pháp là các vị chưa có chứng đắc thật đâu, chứng đắc giả đó. Nghĩa là nó cũng diệt từ được một phần nào thì não vô minh thôi, chứ các vị vẫn còn đau khổ, chưa đạt được cái vô thượng bồ đề, chưa trở về cái, chưa có tùy thuận viên giác tánh của mình trọn vẹn. Cho nên cái kinh này hay vô cùng mà mình làm không có nổi liền. Này thanh tịnh tuệ, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ do vọng tưởng về bản ngã và tham ái bản ngã, cho nên khởi cho niệm ghét thương đam mê ngũ dục, không từng phản tỉnh hồi quang. Đấy, chúng sanh nào cũng chấp ngã, chúng sanh nào cũng chấp pháp. Vì vậy mà hễ nói tu thì phải có điều kiện, nghĩa là tôi phải được chứng chứng đắc. Mà đặt cái điều kiện mà cần phải chứng đắc là mình đã chấp pháp rồi, có bồ đề có cái bàn để cho mình chứng đắc là mình đã vướng vào pháp chấp rồi.
và đặt điều kiện rằng nếu tôi tu là tôi phải được giải thoát, tôi phải được chứng đắc, thế là mình đã chấp ngã rồi. Mà còn cái đó là ta có tu đi nữa, cái sự an lạc, cái sự giải thoát của ta có mức độ, thậm chí là không có bao nhiêu nữa. Nếu mà còn nặng về chấp ngã chấp pháp, cứ trông chờ, cứ hy vọng hoài, cứ lần tử là thiệt nhiều để lấy này làm điều kiện, cứ tụng tôi nhiều thành chú, cứ tụng tôi nhiều kinh, và cứ thức đêm mà ngồi gật gù gật gưỡng là lấy câu lao đó mà làm điều kiện để mong đổi cái sự chứng đắc mà, thì lại lỗ lã thôi, không có giải thoát đâu. Cho nên cái này nó khó, nó dễ vô cùng mà nó khó vô cùng. Các vị đừng có lấy cái công tu hành của mình bằng cái gì hết, đừng lấy cái gì hết để mà đạt điều kiện, ráng mà tập cái đó. Cái điều của tôi nói không có nói gian, không có nói ngoa, không có vì lợi, tôi nói thật đấy. Nếu mà đại chúng mà tu hành mà lấy công lao mình đặt điều kiện để mà hy vọng đổi lấy quả chứng đắc nào đó là ta lỗ thôi. Mà ở đây là các vị cứ tập sống bằng thiện, cứ bằng chúng thiện phụng hành, và chúng ta luôn luôn cảm giác rằng là chư ác mà tác, điều nào mà hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh là không làm, điều nào lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh là làm. Cái đó là chữ ác mà tác, đó là chú thiện phụng hành. Và cố gắng giữ gìn tâm ý mình cho thật là trong sạch, thanh tịnh, gạt từ, cố gắng mà gạt từ những cái ý niệm ghét thương, nhân ngã bị thử tốt, xấu hơn, thua lương ghét. Vì từ cái đó, đó là tự tịnh kỹ, thị chi Phật giáo, đó là nền giáo lý của ba bài chư Phật dạy như thế. Đơn giản như thế. Thì những lời tôi nói là tôi nói thật, tôi nói cho các vị mà cũng chính tôi nói với tôi, và tôi phải nhắc nhở tôi đều tôi không phải là rồi đâu nha. Việc tu hành là vậy, chúng ta tu hành không có ngày rồi, nói thẳng như thế. Dù là đại đức, dù là thượng tọa, dù là hòa thượng, dù là đại lão hòa thượng cũng chưa không có ngày rồi, thế vậy thôi. Nhưng mà thật sự mà nói thì là ta nhìn cuộc đời này phải nói rằng là không có người rồi, mà chúng ta là người đang phấn đấu thôi. Hoàng thượng thì phấn đấu theo cái cách của hoàng thượng, thượng tọa đại đức thì phấn đấu theo cái cách của thượng tọa đại đức, phật tử thì phấn đấu theo cái cách của phật tử. Tất nhiên là phật tử là nó còn nhiều cái gia duyên ràng buộc, còn phấn đấu khó hơn là các vị đại đức thượng tọa. Mà các đại đức thượng tọa mà cái sức chất, cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà khá hơn, là xả được cái ngã chấp nhiều hơn, xả được cái pháp chấp nhiều hơn, thì các vị đó có sự an lạc, sự giải thoát, cũng gần với cái duyên giác diệu tâm, như là dân dắt dự tánh nhiều hơn, chứ cũng chưa phải là rồi được. Nếu là chuyển cái đức, chuyển tài, cái tấm duyên giác thanh tịnh, xác định rõ ràng là phân tích cái tính khởi diệt vô thường hư huyễn của tự ngã, bèn nhận biết rằng cái tấm này chỉ là bóng nhớ khởi diệt trong Như Lai duyên giác nhiễm màu. Câu này hay, nếu mà có thiện hữu tri thức, chẳng hạn như là các vị chúng ta về đây là thiện hữu tri thức gặp nhau đó, để mà phân tích về cái tính khởi nghiệp vô thường, về cái tính chất quyển hóa của kiếp con người, của sự mặt hiện tượng. Rồi về á, là chúng ta nhận biết rằng là kiếp sống này là cái bóng quán khởi nghiệp trong Như Lai duyên giác nhiễm màu. Sự sống của ta đây là một cái hiện tượng khởi nghiệp trong Như Lai duyên giác nhiễm màu. Chúng ta đây là hiện tượng khởi nghiệp. Thành ra cái Như Lai duyên giác diệu tâm của chúng ta là bản thể, mà kiếp sống của chúng ta đây là hiện tượng. Thế thì là cái bản thể nó duyên sanh cái hiện tượng, thì cái hiện tượng đó là hiện tượng của bản thể. Cho nên chúng ta đây là hiện tượng của Như Lai duyên giác diệu tâm, thì nó là ở trong, nó hoạt động ở trong Như Lai duyên giác diệu tâm. Cũng giống như là sống, sống nó nổi lên, nó nổi lên từ cái bản thể nước. Sống là hiện tượng của nước. Thế thì là sống lớn, sống nhỏ, sống lăn tăn bọt bèo đi nữa là đều là hiện tượng của nước. Nó phát xuất từ giữa cái thể nước thẳng lặng, cái bản thể nước thẳng lặng. Đấy. Cho nên là sự khởi diệt của sống, của bọt bèo, của bông bóng lăn tăn, lớn nhỏ đều là sự sanh diệt, diệt sanh. Những cái cùng nó nổi tiềm ẩn hiện trên cái bản thể của mặt biển nước vô cùng. Phải hiểu như vậy. Cho nên chúng ta sống không ngoài cái Như Lai duyên giác tấm, Như Lai duyên giác diệu tâm của chúng ta. Hiểu được cái đó là chúng ta thấy sướng lắm, chết cũng không có mất mát gì cả. Sinh diệt, diệt sinh đều là những cái hiện tượng, nó có hữu cùng, nó nổi tiềm, nó ẩn hiện, sinh diệt trên cái mặt biển bản thể vô cùng.
lại có hạng người từ hết bóng quán khởi diệt như quyển được sanh cảnh giới thanh tịnh, bèn chấp ở cảnh tịnh, khiến cho cảnh tịnh trở thành đối tượng chướng ngại, cho nên ở trong duyên giác mà không được tự tại. Hạng người cũng thấy gọi là phàm phu tùy thuận giác tánh. Bây giờ tôi chia ra đấy. Ví dụ như những người mà người ta tu về xả định, có trời mà sơ thiền là ly, nó sanh ra hỷ lạc. Nhị thiền là tu định mà nó sanh ra hỷ lạc. Tam thiền là tu xả, ly, hỷ mà được cái diệu lạc. Tứ thiền là xả, tu định xả mà được thanh tịnh. Thế thì là dầu tu được cái định tứ thiền, tu xả hết, nhưng mà còn chấp cái ý niệm rỗng không, ý niệm xả bỏ này nè, làm cho cái người mà đạt tới tứ thiền vẫn trở lại luân hồi trong tam giới đó. Vì vậy mà Phật gọi là tam giới vô an, vô nhiên quả thật. Người nào mà còn ở trong tam giới là cái người này coi như chưa ra khỏi được cái nhà lửa cháy, cái nhà mà sắp sụp đổ tan hoại, nhiều phiền não đau thương. Thế thì là tôi cái định xả là cái định cao á, cái định của tứ thiền đó nha, mà còn đam mê cái cảnh xả, cái cảnh mà thanh tịnh, cái cảnh mà trống không, là dính mắt chưa ra khỏi được. Người đó gọi là phàm phu tùy thuận giác tánh, nghĩa là có đi vào giác tánh, có tùy thuận, nhưng mà với cái mức độ của phàm phu, cho nên còn ở trong lục đạo luân hồi thôi. Dù là cái cõi tu xả định đó là cõi tứ thiền, là của người trời, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi luân hồi, gọi là phàm phu tùy thuận giác tánh. Hàng Bồ Tát thường bị chướng ngại vì hữu nhất, dù từ được cái ngại đó, nhưng còn mắc vào cái ngại giới tiên. Ngại Bồ Tát, nên nó có cái ngại khác của Bồ Tát. Bồ Tát có thể là có cái chướng ngại về hiểu biết, trí tuệ quá đi. Bồ Tát thì bị kẹt về cái trí tuệ. Phàm phu thì kẹt, thanh văn thì kẹt về định. Phàm thanh văn thì là ham mê lưu định, rồi lấy cái định mà làm cái thiền vị, coi như là món ăn, là đam mê cái thiền vị. Thì cái người thanh văn là bị kẹt vào cái thiền vị. Còn Bồ Tát là trí tuệ quá sắc bén, cho nên nó chướng ngại về hiểu biết, chứ không phải là hiểu biết mà tốt đâu. Hiểu biết mà hiểu biết quá sức trí nhiều quá, tức là quá nhiều quá mà nên ít, thì chính cái trí có nhiều khi nó làm cho mình đó, mình bị chướng dữ lắm. Tôi nói ví dụ bây giờ đây nè, tôi nói ví dụ là cái người mà trí tuệ nhiều là bị chướng đây nè. Tôi nói ví dụ cho các Phật tử đi, tôi nói ví dụ như là các bà các cô trong nhà là hàng ngày cứ sáng là đi chợ nè, rồi về nấu cơm nè, lặt rau nấu cơm nè, làm mọi việc nhà, rồi quần áo, rồi nhà cửa cho sạch sẽ thôi. Các vị không có đọc báo chí gì tội trên, các vị cũng có coi thời sự của quốc tế, có cải lương là các vị coi chơi trên TV, chứ còn thời sự các vị không có coi. Thế thì là các vị phải rơ, ai tham nhũng các vị cũng biết, mà nghe nói tới là lừa đảo các vị cũng không có buồn bực gì, bởi vì các vị có coi cái báo đâu biết. Rồi thời sự quốc tế thấy người này cạnh tranh người kia, rồi là đảng kia giết đảng nọ, rồi đạo này hay đạo nọ, các vị có coi thời sự đâu, các vị đâu khổ. Các vị bằng lòng với cái bản thân đi chợ mua rau về làm rau, rồi làm cá nấu cơm, rồi giặt đồ, rồi lau nhà, rồi cái sạch sẽ vậy không? Thế thì là các vị nó đỡ nhiều lắm. Còn những cái người mà ham hiểu biết hả, tờ báo nào cũng đọc thật trơn, giang tham đâu, xảo trá đâu, rồi là HIV, rồi nó ngày nay được 300, ngày mai 400, bữa nọ 500 gì thuộc hết. Rồi đô la lên xuống biết hết, vàng giá dư biết hết, ai thân cũng ai ở tù biết hết. Dầm thấy là chết gia, viện gia, gia viết gì đó trên thế giới, nó đánh giặt nhau sao biết hết. Thế là cái người này nó đâm ra một cái sự chán nản vô cùng đối với kiến thức của con người. Tôi nói ví dụ Campuchia là Liên Hợp Quốc bỏ vô bao nhiêu tiền, hết sức nhiều đầu tư vô, ví dụ mà tới ngày bầu cử, bầu cử xong rồi giờ cái là một bên tuyên bố là không chấp nhận và ly khai ba bốn tỉnh. Các vị thấy coi khổ sở thấu tài không? Người ta muốn cho cái đất nước được bình yên, được sống ở trong một cái dân tộc vậy có mấy triệu người à, mà bây giờ nó là bỏ vô rất nhiều tiền cả mảnh sống vô mà làm bây giờ cái bầu cử, rồi giờ bác bỏ bầu cử rồi ly khai đâu có giặt nữa. Thế thì là nếu mà các vị không có nghe thì các vị đâu có buồn, và mà các vị nghe thì nó thêm một cái buồn đó, thêm một cái buồn về cái kiếp sống con người kỳ lạ, vì danh vì lợi mà hy sinh, có thể hy sinh cả đất nước cả dân tộc, người ta vẫn làm. Trên thế giới ngày nay giờ cũng đều vậy hết.
Thế thì là cái trí mà mình biết nhiều đó mà. Có nhiều khi mình lại thêm ra một cái thứ khổ mà lẽ ra không cần thiết, không cần có. Còn như các bà cũng cần đọc báo, cũng cần coi tài sự, cũng cần nghe BBC là vo, cũng cần nghe vậy đó. Thì dễ quá, bằng lòng quá nè. Sáng rồi lấy 20 ngàn đi chợ mua như đó, về làm như đó, xong rồi là treo giỏng ngủ chơi. Còn nếu ấy thì có thâu được mấy chục banh lên ngang, từ thâu nói thì ông này nói mạnh bảo, cô để nó mở ra ngang họ ngủ. Bây giờ đứng lên ngang họ em tay ngủ luôn, khỏe quá. Cho nên là Bồ Tát là nó ngại gì cái biết rồi vậy. Cái tuệ nhiều quá, cái hiểu biết nhiều quá, không khéo, không có đủ cái định mà để mà cân bằng lực lượng đó, là nó xông ra cái tuệ nhiều quá, nó xông ra có thể là nó bắt đầu nó sinh ra tiêu cực bi quan trở lại. Nó ghê gớm như thế. Tôi mà tôi nghe những cái tình hình như vậy, tôi biết là có những lúc tôi tâm tâm đang tích cực nó trở lại bi quan. Bi quan nó trời bắt coi cái sống của con người thì cực quá như vậy, thì mình cái khả năng của mình mà được làm được cái gì mà đi dạy cho ai mà nói chi cho mạnh khác chứ thôi dẹp. Nó giống tâm tiêu cực ấy. Rồi nghe chỗ này chú tâm cái này là đòi tử thiêu bên đây với là đòi biểu tình của nó đốt mà mình nói sao đó coi vậy thì cái giáo lý đạo Phật đây là cái gì mà dạy mấy công đội đây mà cái chữ này không vậy thì mình làm sao mình dạy cho ai được, có người dẹp dẹp đòi bỏ đấy nha, đòi bỏ được làm á. Nhưng mà cái đó là do không, là do biết nhiều chứ lẽ là mình cũng biết vậy sao, thì là mình cứ mình làm mà tròn cái bổn phận của mình đi đấy. Thì nói đây là Bồ Tát là ngại gì biết, ta gọi là sở tri chướng. Cái chướng của Bồ Tát là cái chướng nhiều quá biết, biết quá nhiều. Cái chướng về sở tri tức là cái chuyện biết quá nhiều. Cho nên hàng Bồ Tát thì là bị ngại vì là nó mắc vào cái ngại giác tri. Vì vậy mà không được tự tại, hạng người mới thế gọi là Bồ Tát. Địa tiền tùy thuận giác tánh. Bồ Tát là phải có chia Bồ Tát địa tiền, phải gọi là chưa tăng địa cũng gọi là địa tiền. Ví dụ như là học địa, sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Đây gọi là Bồ Tát đăng địa. Các vị học kinh Long Nghiêm đó, vì vậy mà mỗi lần tôi nhắc là học cái đó tôi thuộc là dễ học kinh đó. Sơ địa cũng gọi là quan hỷ địa, quan hỷ địa, ly cấu địa, diện huệ địa, pháp quan địa, cực ngang thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, diện huệ địa và pháp danh địa. 10 cái địa vị đó gọi là Bồ Tát đăng địa. Tức là Bồ Tát nó bắt đầu là vào đệ nhị A Tăng Kỳ cho tới đệ tam A Tăng Kỳ là ở trong 10 cái địa vị đó. Còn ở đây gọi là Bồ Tát chưa đăng địa từ phẩm giác tánh đó. Còn bị cái ngại về hiểu biết ấy, thì Bồ Tát gọi là Bồ Tát chưa đăng địa, tức là nó còn ở trong cái giai đoạn kêu bằng học trụ, học hạnh, học hồi hướng ở trong ba cái địa vị đó. Đây gọi là Bồ Tát chưa đăng địa tùy thuận giác tánh, là chỉ có hàng học trụ, học hạnh, học hồi hướng. Đấy. Tức là nói cái khác nữa là Bồ Tát đó còn đang tu hành ở vào cái giai đoạn của đệ nhất A Tăng Kỳ. Thế nên cái hạng Bồ Tát mà còn bị ngại về cái hiểu biết đó là Bồ Tát thuộc về Bồ Tát đệ nhất A Tăng Kỳ. Cái địa vị của họ là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Mà các vị muốn đọc lại thì đọc cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, các vị học lại nhé. Thủ Lăng Nghiêm tập 3. Nhân đây tôi cũng nhắc là các vị nào mà khá khá là không có tốn mà tiền á, nâng thánh cái bộ Lăng Nghiêm mà tôi đang viết lại đó, rất là hoàn chỉnh nè, để sau này lưu lại cho con cháu có điều kiện học rất là tốt đó nha. Bộ Lăng Nghiêm mà tôi cố là con mắt mờ, tôi cố tôi viết lại là cốt là có chết rồi để lại cái tài liệu cho tương lai ấy, không biết có giảng được hay không mà tôi vẫn bỏ ra mấy chục triệu in đó. In là cốt là để lại cho hậu thế tài liệu để Phật tử học tập đấy, vì cái bộ Lăng Nghiêm là đầy đủ vô cùng, đầy đủ gì nhiều mặt lắm. Nhưng mà khó nổi là Phật tử như là ít có chịu nghe gì những cái bộ kinh mà lý luận sâu sắc, chịu nghe những bộ kinh nào mà ít có lý luận, chứ cái bộ kinh Lăng Nghiêm là vô cùng sâu sắc toàn diện gì nhiều mặt. Này tâm tịnh tuệ có thở chiếu, năng chiếu đều là chướng ngại. Thế cho nên Bồ Tát thường giác mà không trụ ở giác.
năng và thở, năng chiếu và thở chiếu. Cái người tu hành là cần phải năng quán, dùng cái trí năng quán mà tư duy về cái đối tượng sở quán, thì trí năng quán cũng gọi là năng chiếu, đối tượng sở quán cũng gọi là cái đối tượng sở chiếu. Nhưng mà đó là cái lối mà mình đang trên đường tu tập tiệm thứ thì mình dùng cái đó tốt. Còn kinh này là đại thừa liễu nghĩa đó nè, là cái người tu hành không vượt qua cái năng chiếu sở chiếu, vượt qua cái năng quán sở quán. Tôi nói ví dụ như bây giờ mà các vị gặp một con mèo hay con chó mà nó cái nết nó xấu, cái tật nó hư, các vị muốn dụng ý mà đập con mèo đó cho chết hay con chó đó cho chết, nhưng mà rồi các vị nhớ lại không được, nhớ lại Phật, nhớ lại mình đi nghe giảng cái đạo từ bi của Phật, không nên làm vậy, bởi vì nó là chó là mèo. Thế thì là các vị ngừng tay lại, không đập không giết con vật đó. Thế thì lúc đó là các vị gọi là còn năng quán và sở, sở quán đó. Phải vận dụng cái trí tuệ do kinh điển, do thầy dạy, bạn nhắc nhở mà các vị ngừng được cái việc đó. Thế thì là nhờ nhớ cái lời đó và nhớ lại cái lòng từ bi của Phật, Phật đã từng từ bi thương tất cả mọi vật, thì bây giờ mình cũng nên học như vậy. Thế thì là các vị ngừng tay lại mà không giết con vật đó, đó là còn năng quán sở quán đó. Có hiệu quả tốt đấy, nhưng mà chưa cao. Đã có cái chỗ mà không còn năng quán sở quán, nghĩa là các vị nhìn cái sự kiện đó, các vị không có cái để tâm giết một con vật đó, dầu nó tốt dầu nó xấu, các vị không có để tâm giết con vật đó. Thế thì cái đó là gọi là vượt lên cái mức mà dùng năng chiếu sở chiếu, năng quán sở sở quán. Hay là cái chuyện ở trong gia đình cũng vậy, ở trong gia đình mà nghĩa là vợ chồng mà con cái này giận dữ đó nè, giận dữ rất là bực bội, sau đó rồi mình mới dùng cái giáo lý của Đức Phật rằng là giảng pháp như quyển, rằng là giảng pháp giải không, nào là theo giả không tử giả không quỳnh tiền lộ thử bất tương thùng gì đó, để mà hóa giải những cái bực bội đó. Thì cái đó gọi là dùng năng chiếu sở, sở chiếu năng quán sở quán mà mình hóa giải cái bực bội. Thế là kết quả cũng tốt đấy. Nhưng mà tu đại thừa liễu nghĩa phải hơn cái đó nè, hơn được cái đó mới là quý. Ở đây là vượt qua năng quán sở quán, vượt qua năng chiếu sở chiếu, mà coi như là nó automatic, nó tự nhìn trong lúc nào cũng đều thấy giảng pháp ra không, giảng pháp như quyển. Cho nên biết mà không đau khổ, mà không nói nhiều, mà không giận dữ, thì cái đó là đạo đức của mình lên cao rồi đó nha. Đấy, vấn đề là nó vậy đó. Cho nên là cái này là học dạy hay lắm. Nếu có sở chiếu, năng chiếu đều là chướng ngại chưa cao. Thế cho nên Bồ Tát thường giác mà không tụ ở giác, năng chiếu sở chiếu đồng thời vấn hợp với như người tử cắt đầu mình, đầu đã đứt rồi mà không có người, không thấy có người cắt. Đấy, đặt có cái đỉnh này là kêu đúng không? Nếu mà người ta cắt đầu mình thì là mình buồn, mình bực, mình giận, mình mờ. Chứ ví dụ như mình tự cắt đầu mình thì là đâu có người năng cắt, thì đâu có người thở cắt, đâu có người cắt, đâu có người bị cắt đâu, mình tự cắt đầu mình nên. Thì đặt có cái chỗ mà năng chiếu sở chiếu tịch diệt rồi là nó vậy. Không phải có hai. Cũng vậy, lấy cái tâm ngại tự diệt các chướng ngại, ngại đã diệt hết rồi, không có người diệt ngại. Đấy, chỗ đó sâu ghê gớm. Ngại diệt rồi không thấy có người diệt ngại. Còn ví dụ như mình quá giải được phiền não rồi, mình thấy là mình đã có quá giải được phiền não, có vô minh đó là mình chưa cao đó. Nhưng mà chưa cao vẫn có hiệu quả tốt, nhưng mà đây là kinh dưỡng nghĩa, cho nên ta đưa mình lên tới cái đỉnh cao. Nhận thức rằng giáo lý của kinh điển lý như ngón tay chỉ tâm, nhìn thấy tâm rồi ngón tay không phải là tâm. Tất cả Như Lai vận dụng ngôn thuyết khai thị cho Bồ Tát cũng như thế đấy. Hạ người mới vậy gọi là Bồ Tát đăng địa tùy thuận giác tánh. Bồ Tát đăng địa tức là bước vô thập địa tùy thuận giác tánh. Thì Bồ Tát này là nhìn thấy giả pháp không có gì hết, thậm chí đối với kinh điển mà đây là câu đây nha, câu của kinh giác đây nó ăn giống như là tương tự với Lăng Nghiêm á. Đã có cái trình độ mà Bồ Tát mà cái bằng lên cái địa vị thập địa
thì người ta nhận thức rằng nhất thiết tôi đã là giáo nhiêu tiêu nghịch chỉ, tất cả lời dạy của Phật trong ba bản kinh đều là như ngón tay chỉ tâm, nương ngón tay để mà nhìn tâm chứ ngón tay không phải là tâm. Bồ Tát Đăng Địa là nhận thức như vậy, thành ra là dùng cái phương pháp tu quyển trí mà để hóa giải được cái quyển tâm, đều tất cả đều là coi nó là quyển hết không. Do cái nhiều cái bộ kinh như vậy cho nên là từ lâu rồi tôi nói với các Phật tử đó, cái việc học hành của chúng ta mà học vào kinh này kinh nọ là cốt là để ta thâu thập cái giáo lý của Phật dạy. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh cốt là học cái chân lý, cái giáo lý mà Phật muốn dạy cho mọi người sửa đổi cái gì, để hóa giải cái gì, để chế ngự cái gì, thiền não nội tâm của mình. À, thành ra là đạt tới cái trình độ này rồi là cái bằng nhất thiết tôi đã là giáo như tiên Phật chỉ đó. Tôi nhìn ba tầng kinh điển như là cũng là một cái thứ quyển thôi, nó là như ngón tay chỉ tranh, người trí nương tay để nhìn thấy tranh, chứa tay không phải là tranh. Này thanh tịnh tuệ, tất cả chướng ngại là cứu cánh giác, niệm đúng niệm sai đều là giải thoát. Cái này là cái trình độ cái bằng Như Lai tùy thuận giác tánh. Chỗ này là chỗ thú vị vô cùng nha, đại chúng để ý nha, đọc lại câu này nhé. Đây là Như Lai tùy thuận giác tánh, tức là cái địa vị Phật, tâm của Phật đạt tới địa vị Phật và tâm của Phật thì như cái đoạn này đây nè, đây nè. Tất cả chướng ngại là cứu cánh giác, nghĩa là nhìn tất cả chướng ngại đều không có chướng ngại. Chỗ này không hết ý rồi, tất cả cái mà người đời cho là chướng ngại Như Lai thấy không có chướng ngại, thành ra tất cả chướng ngại đều là cứu cánh giác, không thấy có gì chướng ngại. Niệm đúng niệm sai đều là giải thoát, nghĩa là niệm đúng cũng như niệm sai, niệm sai cũng như niệm đúng, nghĩa là niệm mà coi như không niệm gì hết, không hề có ghét, không hề có thương. Niệm mà không hề có ghét, không hề có thương thì rồi người ta có gọi là đúng hay người ta có gọi là sai đi nữa cũng đều là không có sai, không có đúng, mà là giải thoát. Đấy. Nếu như các vị mà niệm mà có khởi ra ghét, thương, mừng, buồn, giận, thương ghét á, thì niệm nó mới gọi là niệm sai, cái niệm đáng sợ. Còn cái niệm mà hoàn toàn là đại từ đại bi đại hỷ đại xả thì các vị gọi là niệm đúng. Nhưng mà ở đây á, niệm đúng cũng như sai, mà sai cũng như đúng. Sai mà không có gọi là niệm sai, mà không bao giờ có cái ý niệm ta người phải quý hơn thua tốt xấu, thế thì là gọi là sai, đâu có tác dụng hại ai. Cho nên niệm đúng cũng như niệm sai, niệm sai cũng như niệm đúng, nói một cách khác là dù niệm gì đi nữa đều không có công dụng, không có biểu lộ ra cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, thế thì là niệm gì đi nữa cũng là cứu cánh gián thôi. Chỗ này là cái chỗ khiếp đảm, mà tập cái này thì thôi, tập cái này là tôi thiền rồi, tôi thiền kỹ rồi, muốn tập cái này chỉ có một cách duy nhất thôi. Nhưng mà nói cái này thì ra thì cũng phải là ai cũng làm được. Một cách duy nhất mà Đức Thích Ca khi mà về trở về hoàng cung mà vua Tịnh Phạn vẫn hăm hăm cởi ngựa trúc tới rằng là hoàng tử từ trở phản hồi về cung thăm vua cha, mà nghĩa là ăn mặc lèn xèn với kẻ ăn xin, vua Tịnh Phạn vẫn hăm hăm tới đứng muốn đánh lần con. Thì đó hỏi tại sao mà con lại ăn mặc như thế một vị hoàng tử của nương triều. Đức Phật Thích Ca nói mà câu phụ dương, đây là con làm theo ông cha tổ tiên của con, con sống theo cái cách sống của ông cha của tổ tiên của con. Ông Tịnh Phạn không cần giận dính đâu lên, ông nói tổ tiên mày giống vậy đó hả, dòng dõi của ta là vua chúa mấy đời vậy mà tổ tiên mày vậy đó hả. Nói dạ tổ tiên của con là ba đời chư Phật trong mười phương đều sống như vậy mới có được bồ đề, mới có được niết bàn đó phụ hoàng. Chứ còn mà nếu mà ở cái đứa mà ngai vàng địa ngọc mà đi đâu có tiền hô hộ ủng, mà đứa nào mà dòm qua mà không dĩ là cho người quýnh đó, cái đó không bao giờ có an tâm. Cho nên con muốn có bồ đề, muốn có niết bàn, muốn có an lạc, giải thoát là con phải sống ra cái chữ ông cha của con, mà ông cha của con là chư Phật trong mười phương đều sống vậy. Cái đoạn đọc cái đoạn đó tôi thú vị vô cùng, chỉ có cái việc là phải vứt bỏ hết mới có làm được cái việc đó.
Chứ bây giờ nếu mà còn một cái díu một cái nhỏ nào, tôi tin với các vị là đừng có nói láo mắt không. Đừng có nói tôi thiền kiểu này, tôi thiền kiểu kia, nhập thất kiểu nọ, là ngồi quán kiểu nọ gì đều mà nói láo một thứ. Đấy là nó thật. Từ ra các vị bỏ không còn một cái gì hết. Các vị phải đi xin ăn từng bữa một như Đức Phật. Và nếu cần là không đi tới chỗ nào được thì ranh lỏng mà ngủ dưới gốc cây. Và nếu cần thì các vị các có thể xuống suối mà múc nước uống. Các vị mà được như vậy mà các vị tự tại trước việc đó, các vị mới có thể là niệm đúng niệm sai là cứu cánh giác. Còn ngoài ra là không được đâu, đừng có nói láo với nhau. Kể cả tôi nữa, đừng có nói láo với nhau. Thấy chưa? Cho nên tôi nói với các vị là nói để chúng ta học tâm lý, rồi chúng ta phấn đấu mà tu, chứ còn tôi cũng phải phấn đấu thôi. Còn một cái cốc nhỏ cũng chưa được mà, đừng có nói chi là cái gì khác, sự gì gì khác. Cho nên cái chỗ này tôi thấy rất rõ hào quang. Nhưng mà bây giờ thành thật mà nói, bây giờ tôi cái thời gian mà mình muốn bỏ đi thì có lúc mà chiến tranh giặc giả lung tung đen, đi đâu cũng không được. Rồi cái thời gian mà mình muốn có thể là đi thì lại cũng không có điều kiện để đi được. Rồi chẳng hạn như bây giờ thì nói đúng ra có khi tôi cũng muốn đi con đường của ông cha nhiều đời đó mà. Nhưng mà bây giờ nó lỡ nó nhớm nhớp, nó chằn chẹt rồi đó là học đường rồi tâm chúng này kia, giờ làm sao mà bỏ mà đi đâu bây giờ. Cho nên nó dằn vặt trong tâm trí tôi, nó còn ưu tư nhiều lắm. Chứ các vị đừng tưởng là tôi mặc áo vàng dày là ngon lành rồi hả? Chưa đâu. Tôi nói các vị biết, chúng ta phải phấn đấu lắm. Mà muốn đi con đường đó chỉ có một cách duy nhất là đi con đường của Đức Phật. Cho nên câu này không phải là cái câu mà nói để chơi, nhưng mà chúng ta làm chưa được. Niệm đúng niệm sai đều là số cảm giác. Con mất gì đâu chứ. Các vị nói với tôi mà tôi không hề có một cái danh vọng, cái địa vị, một cái tiền tài, cái sự nghiệp, cái gì hết ráo thì là các vị nói với tôi những cái chuyện phải hay quấy hay đúng hay sai, nó ăn thua gì với cái lỗ tai tôi. Cho nên nó vẫn thanh tịnh chứ mà. Là vì nó đâu có đụng tới cái quyền lợi, cũng không đụng tới cái bản ngã. Tôi đã xả bản ngã rồi mà, xả đi nó cả cái ngã sở hữu rồi, tức là xả pháp mà. Chỉ có con đường duy nhất đó. Mà người nào không dám làm cái đó thì đừng có nói cái giải thoát gì hết thảy. Nếu có chăng là kêu bằng giải thoát mức độ đó, gọi là phàm phu tùy thuận giác tánh, gọi là Bồ Tát Đăng Địa tùy thuận giác giác tánh, là cỡ đó đại để như thế. Chứ còn với Bồ Tát mà địa Bồ Tát địa tiền tùy thuận giác tánh thì còn may có, cái Bồ Tát Đăng Địa là kẻ là cũng khó mà khó vô rồi. Còn nói chi mình như lai tùy thuận giác tánh còn quá lâu. Muốn đạt tới đó, con đường duy nhất là người đó phải không còn gì hết. Tôi nghiên cứu là phải nói rằng là nghiên cứu kỹ đó, và nghiên cứu tận cùng đó. Không ai ngụy biện lừa đảo tôi được nữa. Nếu các vị không làm đúng cái kiểu của Như Lai Thế Tôn, không có một sự nghiệp gì hết, không có một bè cánh nào hết, không có một chức tước một địa vị gì hết, mà ăn thì chỉ đủ mỗi ngày nào ăn ngày nấy, ngủ thì mất cứ ở đâu, kể cả gốc cây gò mã, ở trên núi, ở mé rừng, ngoài đó là không có cách nào mà có bồ đề vô thượng, nước bạc vô thượng được. Pháp tốt pháp xấu đều là nước bạc, trí tuệ ngu si đều là bát nhã, pháp hành của Bồ Tát của ngoại đạo đều là bồ đề. Nghĩa là không thấy có cạnh tranh, không thấy có phân biệt. Trí tuệ mình cũng không theo, mà ngu si nó cũng không mê hoặc mình. Thế thì là dù là trí tuệ hay là ngu si nữa, là đối với mình nó cũng trở thành ra bát nhã hết, là ra trí tuệ hết. Không có cái gì xấu cũng như không có cái gì tốt, đạt tới cái chỗ đó. Vô minh chân như xem đồng một thể, chân như vô minh xem đồng một thể. Bởi vì là cái người trí là cỡ như người giác thì chưa, người ta còn dám nói thật tánh vô minh là Phật tánh. Vô minh Phật tánh tức Phật tánh, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Thế thì là vô minh cùng với chân như là đâu có gì khác nhau đâu. Chẳng qua là mình không tự chủ được thì vô minh nó mới tác động hoàn hành. Chứ nếu mà mình mà dùng cái quán trí mà sáng suốt mình tự chủ thì là cái vô minh là đâu mà có, kiếm đâu mà có được cái vô minh chứ. Cho nên là đã có cái đỉnh cao của Như Lai tùy thuận giác tánh thì vô minh và chân như là đồng một thể mà thôi.
giới định tuệ và dâm nội trí đều là phạm hạnh. À, giới định tuệ là phạm hạnh đã đành, mà dâm nội trí cũng phạm hạnh, nghĩa là không có hề hấn gì đối với cái trí tuệ của Như Lai. Chúng sanh quốc độ đồng một pháp tánh, địa ngục kim cung đều là tịnh độ. Các vị học Lăng Nghiêm rồi đó, địa ngục là chúng sanh, do chúng sanh, do cái nghiệp của chúng sanh mà tạo ra. Chứ còn thật sự mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ Bồ Đề Niết Bàn vô thượng này á, thì là địa ngục là gì mà có, thiên cung cũng có, địa ngục thiên cung đều là tịnh độ. Chỉ có một tịnh độ duy nhất là pháp giới nhất chân, chứ cũng chẳng cần phải có thiên cung, cũng như là địa ngục không tìm đâu cho có. Cái đoạn này là nó cao sâu lắm. Hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Do đó cho nên cái câu mà cái hồi mà mấy chục năm trước mà tôi đi giảng là cái câu đó là vô cùng là nguy hiểm đó. Cái câu trong cái bài sám mà Hình Vương là cái bài sám Phật Phương á, tam thế Phật anh đại nhất á, Phật tử nào cũng biết hết trơn. Mà trong đó có câu là hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng, tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Tình và vô tình đều viên mãn, đều thành nhất thiết chủng trí, nghĩa là thành Phật. Trời đất ơi, có người đang câu đó nó hỏi là chết đó nha. Hữu tình thì thành Phật, còn khả dĩ chứ vô tình thì làm sao mà thành Phật được. Vô tình là như núi sông đất liền, trời trong mây nước cỏ cây hoa lá, làm sao mà thành Phật được. Các vị thấy câu hỏi vừa đúng chưa? Tình diễn vô tình tầm vương chủng trí, chủng trí là nhất thiết chủng trí, tức là Phật trí đó, tức là thành Phật đó. Nói cách khác là thành địa vị Phật. Thế thì hữu tình là có thể còn thành Phật được, chứ vô tình thì làm sao mà đồng viên chủng trí thành Phật được. Câu hỏi chính đúng nha. Đây, ở đây tôi nói là hữu tình là vô tình đều thành Phật đạo. Các vị thấy chưa? Thế là hữu tình mà cái tánh thân cộng bản duyên của nó gọi là pháp tánh. Còn hữu tình đó thì là cái tánh thân cộng bản duyên của nó gọi là Phật tánh. Thế thì là Phật tánh và pháp tánh là cái tánh chẳng có khác, cũng là một thứ thôi. Nhưng mà cái tánh thân cộng bản duyên của sự mà thân cộng bản duyên thì gọi là pháp tánh, của vô tình thì gọi là pháp tánh. Tánh thân cộng bản duyên của hữu tình của con người thì gọi là Phật tánh. Mà kỳ thật Phật tánh và pháp tánh là một thứ, chẳng qua là một, cũng giống như là một cái hộp quẹt lửa của một cái hộp quẹt, mình đem quẹt lửa đốt thì lửa rơm thì chỉ để nó bánh phồng thôi, mà đem quẹt đốt vô than nước than đá thì là nó chảy nung chảy cả gan, cả đồng cả gan đó. Đấy, như thế thì là tùy theo cái lửa là một, nhưng mà tùy theo cái chỗ đốt mà cái tên lửa khác nhau, lửa than đá và lửa rơm khác nhau. Tùy theo cái chỗ mà nó tác động vào, cái tánh thân cảnh đó tác động vào người thì gọi là Phật tánh. Cái tánh thân cảnh đó tác động vào sự văn hiện tượng của sự văn hiện tượng thì gọi là pháp tánh. Vì vậy cho nên là tất cả hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo, nghĩa là hữu tình vô tình đều có cái tánh thân cảnh bản bản nhiên duy nhất, không có phiền não vô minh gì hết. Phiền não vô minh là do người, chứ lục căn không có tội gì hết. Sắc thanh hương vị xúc pháp lục trần làm vạn pháp bên ngoài cũng không hề có tội gì hết. Cho nên nhìn bằng cái trí tuệ của Như Lai thành tựu mà cái duyên giác á, thì hữu tình vô tình đều thành Phật đạo hết rồi đó. Cái câu này nó sâu lắm, không học cái kinh sâu sắc này thì vô phương, không có đọc những cái này được. Tất cả buồn não là rốt ráo giải thoát. Bởi vì đời não là có cái gì đâu, Phật tánh vô minh là Phật tánh. Thế là nếu mà mình có cái trí tuệ, mình cảnh giác rồi thì vô minh nó không có xảy được, không có xảy đến với mình được. Thì nó phải là cái cảnh giác là gì? Dùng pháp giới hải tuệ thấy rõ thực tướng của các tướng y như hư không, đấy gọi là cảnh giới của Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Dùng cái trí tuệ cho bằng pháp giới hải tuệ, cái trí tuệ mà bao trùm cả pháp giới mênh mông biển cả, mà nhìn vạn pháp thì tất cả vạn pháp như qua đến trong không.
Vì vậy mà không có cái gì mà làm sao động hết, không có cái gì mà làm vui buồn hết, không có cái gì mà làm chướng ngại hết. Đó là Như Lai, cảnh giới của Như Lai tùy thuận giác tánh đó. Thế thì là hôm nay tới đây mình ở đây nha. Mong rằng là các Phật tử về ráng mà đọc nha, ráng mà tư duy nha. Tư duy các vị sẽ có lợi lắm đó. Đúng văn lo ghen mà ghen lo Thank you.